Làm việc nhiều ngày, không hề ngơi nghỉ là phong cách mà người ta hay thường nghĩ đến khi nói về Nhật Bản. Thậm chí người ta còn có một thuật ngữ chỉ việc làm việc đến vòng mạng. Theo đúng nghĩa đen, đó là từ karoshi. Tại sao người Nhật phải làm việc một cách khủng khiếp đến như vậy, trong khi mà các nước khác không như thế? Và nó có thể được sửa chữa như thế nào? Vào năm 2015, cả nước Nhật xôn xao khi một cô gái 24 tuổi đã nghĩ quẩn và tự ra đi trong chính căn hộ của mình. Cô tên là Molly Takahashi, nhân viên nữ của một công ty có tên là Dentsu. Cho đến khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì những người quen biết Takahashi vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp giỏi giang như thế lại tự kết thúc cuộc đời mình quá sớm như vậy. Cô gái này tốt nghiệp tại một trường đại học Tokyo danh tiếng, làm việc cho một công ty quảng cáo nhất nhì ở xứ sở Phù Tang là Dentsu. Người ta sớm lờ mờ đoán ra rằng áp lực công việc quá khủng khiếp đã khiến cô gái trẻ đưa ra quyết định dại dột như vậy. Bởi những ngày gần cuối đời, trên mạng xã hội Twitter của Takahashi có những dòng trạng thái khá nhạy cảm với nội dung như là tôi không thể phân biệt được làm việc để sống hay sống để làm việc. Tôi thực sự rất muốn ra đi. Thế nhưng khoảng một năm sau cái ngày đáng buồn đó, Takahashi được văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động công nhận là đã ra đi do làm việc quá sức. Những trường hợp như Takahashi tại Nhật Bản rất nhiều. Tuy nhiên thật ngạc nhiên khi trường hợp của cô mới là lần đầu tiên tại nước này được chính thức xác định là một vụ quyên sinh do làm việc quá sức. Vụ việc này đã gây bão dư luận Nhật Bản và thế giới. Theo cuộc điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Takahashi đã làm thêm 130 giờ trong một tháng, vượt xa mức tối đa là 70 giờ làm việc thêm một tháng, được quy định trong thỏa thuận nhân viên của Dentsu. Sau khi thương lượng thì Dentsu đã chấp nhận thỏa thuận dân sự với gia đình người đã khuất bằng cách trả tiền bồi thường. Số tiền bồi thường không được tiết lộ. Dựa trên các trường hợp trước đó, con số ước tính vượt quá 160 triệu yên, tương đương với 1,5 triệu đô la. Thế nhưng không phải ai cũng được trả tiền như gia đình của Takahashi. Tổng cộng có 2.968 người Nhật Bản đã tự ra đi vì các vụ như là do karoshi gây ra vào năm 2022, tăng từ 1.935 người vào năm 2021. Sách trắng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tại Nhật Bản cũng đã liên kết karoshi với số giờ làm việc, với 10,1% nam giới làm việc ít nhất là 60 giờ mỗi tuần và 4,2% phụ nữ làm việc trên 60 giờ mỗi tuần. Karoshi có thể xảy ra do sức khỏe kém, với 803 người nộp đơn xin chính phủ bồi thường vào năm ngoái vì các bệnh về não hoặc là tim do căng thẳng trong công việc gây ra. Con số đó tăng từ 753 trường hợp vào năm 2021 và mức cao nhất là 938 trường hợp từ năm 2000. Thế nhưng giới chuyên gia cho rằng những trường hợp được báo cáo với cơ quan y tế này có thể chỉ là một phần nhỏ so với con số thực và họ lo ngại hơn về sự gia tăng đột ngột về số vụ tự tử vào năm ngoái. Khối lượng công việc đặc biệt khó khăn đối với nam giới ở độ tuổi 40 và phụ nữ ở độ tuổi 20. Khoảng 13,2% nam giới ở độ tuổi 40 và 4,9% phụ nữ ở độ tuổi 20 làm việc ít nhất 60 giờ mỗi tuần. Con số này cao hơn ở những người tự kinh doanh với 15,4% nam giới tự kinh doanh và 7,8% phụ nữ làm việc ít nhất 60 giờ. Nghiên cứu cũng tìm thấy được mối tương quan giữa số giờ làm việc và chứng trầm cảm. Với 26,8% nam giới và phụ nữ làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần tin rằng họ đang mắc một dạng trầm cảm hoặc lo lắng nào đó. Nếu biết về bộ truyện tranh One Piece nổi tiếng bậc nhất của ngành công nghiệp manga thì bạn cũng biết rằng là nó đã kéo đến con số 1.000 tập. Nó được phát hành liên tục 22 năm ròng rã. Nhiều người nói vui rằng xem từ nhỏ đến khi đẻ con rồi chuyện vẫn chưa hết. Tác giả của tượng đài One Piece chính là nghệ sĩ manga Eiichiro Oda. Kể từ khi ra đời bộ truyện nổi tiếng thế giới này, Oda đã làm việc không ngơi nghỉ suốt 22 năm qua. Oda cũng đã từng tiết lộ rằng mỗi ngày ông chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ và duy trì lối sống đó trong khoảng một thời gian dài. Ngoài việc ngủ ra thì tất cả thời gian còn lại ông đều dốc hết sức của mình để mà thực hiện việc vẽ tranh. Oda thú nhận là ông đã nổi tiếng, cực kỳ giàu có, được nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên thì ông cũng coi như là mất cả thanh xuân lẫn những thú vui cuộc đời vì tác phẩm để đời của mình. Thế nhưng làm việc quá sức không chỉ đối với những người thành công như Oda mà còn là chuyện thường tình của những người viết manga bình thường. Thế nhưng nhiều người lại không may mắn được như tác giả One Piece, người nổi tiếng với lối sống đam mê làm việc. Vào năm 2010, thì một họa sĩ người Nhật Bản làm cho một hãng phim anime đã viết những lời tuyệt mệnh. Thời gian ngủ trung bình mỗi ngày là 4 tiếng. Tôi làm việc hơn 600 giờ một tháng cho một công ty và anh ta đã tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 28, để lại tác phẩm nổi tiếng như là Raise Arm và Kami Naruto. Theo một cuộc khảo sát từ Hiệp hội các nghệ sĩ và hoạt hình Nhật Bản, số lượng là 728 người trả lời. Số giờ làm việc trung bình hàng ngày trong ngành hoạt hình ở Nhật Bản vượt quá 10 giờ 30 phút trên một ngày. Hơn nữa thì 32,3% số người được hỏi có thu nhập hàng năm và khoảng 1 triệu yên, 19,9% dưới 1 triệu yên thuộc nhóm thu nhập thấp điển hình. Chớ trêu thay không chỉ có người thường, chính các nhà sư tại Nhật Bản cũng lâm vào tình trạng bi đát vì làm việc quá sức.
Nghe thật nghịch lý phải không? Thông thường thì người ta tìm đến chùa chiền để mà thư giãn, giải tỏa căng thẳng, tìm chốn giải thoát cho tâm hồn. Thế nhưng tại Nhật Bản thì không hẳn là như thế. Vào tháng 4 năm 2017, một nhà sư ở Koya, tỉnh Wakayama, Nhật Bản đã đệ đơn kiện ngôi chùa. Theo đơn tố cáo, bắt đầu từ năm 2008, ông bắt đầu đọc sách và làm việc lúc 5 giờ sáng hàng ngày và thường làm việc đến lúc 9, 11 giờ đêm, gần 17 giờ mỗi ngày và bị trầm cảm nặng. Cuối cùng thì văn phòng kiểm tra tiêu chuẩn lao động Hashimoto đã xác định trường hợp này là một chấn thương lao động và yêu cầu chùa phải bồi thường. Nhật Bản là một trong những quốc gia làm việc quá sức nhất trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát do nhóm chuyên gia lao động Nhật Bản thực hiện, thì vào năm 2006, số giờ làm việc trung bình hàng năm của người lao động ở cả nước EU là 1.600 giờ, trong khi lao động Nhật Bản thì gấp 1,5 lần của họ là 2.288 giờ. Trong số đó, thì 408 giờ là thời gian làm thêm. Vào năm 2016, chính phủ Nhật Bản đã công bố con số về tử vong do làm việc quá sức, trong đó cho thấy thì 1/5 số nhân viên có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức. Khoảng 21,3% nhân viên Nhật Bản làm việc trung bình từ 49 giờ trở lên mỗi tuần, cao hơn nhiều so với tỷ lệ là 16,4% ở Hoa Kỳ, 12,5% của Anh và 10,4% của Pháp. Nhật Bản là đất nước có số giờ làm việc nhiều nhất thế giới. Đó chính là truyền thống có được kể từ sau Thế chiến thứ hai. Lúc ấy Nhật Bản là một đống đổ nát theo đúng nghĩa đen vì là phe thất bại. Người Nhật buộc phải cố gắng nhiều hơn các dân tộc khác để mà khôi phục lại đất nước. Chính thái độ làm việc quên mình, sống chết vì tập thể, vì công ty nên họ đã được ca ngợi, truyền bá qua các thế hệ. Họ được gọi là những người làm việc chăm chỉ, là chiến binh của công ty và họ tin vào niềm vinh dự khi làm việc ngoài giờ và nỗi xấu hổ khi nghỉ ngơi. Nhật Bản đã mở ra thời kỳ hoàng kim trong một xu hướng xã hội cuồng công việc như thế. Thế vận hội Tokyo vào năm 1984, giá nhà đất trên thị trường chứng khoán tăng chóng mặt trong 20 năm và phụ nữ Nhật Bản càn quét hàng xa xỉ trên toàn cầu. Thế nhưng đó chính xác lại là thời kỳ làm việc quá sức tồi tệ nhất của Nhật Bản. Theo thống kê, thì vào năm 1989, số người đã ra đi do làm việc quá sức ở Nhật Bản lên tới 17.000 người, nhiều hơn cả con số người đã ra đi vì tai nạn giao thông năm đó. Ngày nay, Nhật Bản đã trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Vào năm 2019, GDP của Nhật Bản là 5,08 nghìn tỷ đô la, đứng thứ 3 trên thế giới và GDP bình quân đầu người của nước này cũng vượt 30.000 đô la. Theo dữ liệu báo cáo tài sản toàn cầu do Credit Suisse đưa ra vào năm 2019, tài sản ròng trung bình của người trưởng thành tại Nhật Bản là vào khoảng 110.000 đô la, đứng thứ 8 trên thế giới. Mức sống cao ở Nhật Bản khiến cho con người không dám nghỉ ngơi. Khi bạn làm ra 10 đồng thì tiền thuế đã lấy đi của bạn từ 2 đến 3 đồng. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống ngốn mất 3 đến 5 đồng nữa. Chưa kể là còn tiền để mà lo cho gia đình, chi ra lúc ốm đau. Như vậy thì dù thu nhập tại Nhật Bản rất cao so với thế giới, thế nhưng phần còn lại dư giả lại chẳng được bao nhiêu. Thậm chí tài sản dành dụm của người già còn không đủ để vào trại dưỡng lão, khiến họ vẫn phải làm việc. Tại Nhật Bản, các cụ từ 6 đến 70, thậm chí là 80 tuổi vẫn nai lưng ra lao động, vẫn không phải là hiếm. Lao động nhập cư mà người Việt Nam là một phần trong số đó cũng không thoát khỏi số phận làm việc quá sức. Dưới chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hy sinh vì công việc nên từ lâu làm việc ngoài giờ, quá sức đã là một phần không thể tách rời khỏi xã hội Nhật Bản. Hậu quả của làm việc đến vong mạng đã khiến cho chính phủ Nhật Bản coi đó là vấn đề trọng yếu, không kém gì các thiên tai thường trực như là động đất. Rất nhiều lần, luật lao động của nước này sửa đổi để đánh giá chính xác tình trạng tâm thần và sức khỏe của người dân khi làm việc. Một khi người bệnh được xác định là làm việc quá sức, họ sẽ nhận được hơn 100 triệu yên và khoảng 960.000 đô la tiền bồi thường. Điều này buộc các công ty phải giảm giờ lao động để mà tránh tình trạng nhân viên làm việc quá sức dẫn đến tử vong và phát sinh chi phí bồi thường lớn. Trong khi mức độ già hóa dân số nhanh, tỷ lệ sinh lại giảm xuống mức gần không, thì việc xảy ra các vụ việc như thế này là một thảm họa đối với nền kinh tế của Nhật Bản. Kể từ sau đại dịch Covid-19, đất nước này vẫn chưa thể phục hồi lại vị thế khi xưa. Và cùng với sự trầm cảm hậu đại dịch, lại càng có nhiều người Nhật Bản nghĩ nhiều hơn đến việc tự kết thúc cuộc đời mình. Với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, rất có thể chúng sẽ giải phóng sức lao động của con người. Một chiếc máy có thể làm việc nhiều tuần, nhiều tháng, không cần nghỉ ngơi, đem lại nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hơn cho chúng ta. Mà ở đây cụ thể là dân Nhật Bản. Tuy nhiên thì nó đặt ra một thách thức về vấn đề cạnh tranh việc làm của AI và con người. Nước Nhật hiện nay phải giải quyết tất cả các vấn đề đó nếu như muốn nằm trong top các nền kinh tế lớn nhất thế giới.